Hi, mình kính chào quý vị các bạn. Hôm nay vào buổi chiều chủ nhật thì trên đường xuống nhà của ông anh ruột, mình có ghé qua nhà của ông chú Bảy. Đây là chú Bảy, gọi là chú Bảy thớt quý vị, tại vì cái nghề chính của ổng là ổng làm thớt. À, chú Bảy đang làm gì đó chú Bảy? Đang đẽo thớt. À, đang đẽo thớt. À, quý vị các bạn, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái nghề đẽo thớt của chú Bảy như thế nào hả quý vị. Thớt này là thớt gỗ nha quý vị, và chúng ta sẽ nghe chú Bảy nói về cái quá trình mà làm tấm ra tấm thớt để chúng ta sắt gọt trong cái quá trình chúng ta nấu ăn quý vị. Thì chúng ta sẽ trò chuyện với chú Bảy. Chú Bảy sẽ nói qua cái quá trình làm ra một cái tấm thớt thành phẩm như vậy hả quý vị. À, chào chú Bảy. Ông đang làm thớt hả chú Bảy? Đang làm thớt. Đó, quý vị chúng ta thấy chú Bảy đang làm thớt đó. À, chú có thể nói cái quá trình mà làm ra một cái tấm thớt để bán cho bà con sử dụng cho nấu ăn như thế nào chú Bảy? Thì ban đầu đi mua cây, rồi mướn người ta hạ, mướn cưa ra từng tấm thớt. Về rồi mình mới gia công, mình dân, mình đẽo. Đó. Rồi mới qua cái công đoạn là chanh đẻo, rồi tới chà nhám cho nó láng cái tấm thớt. Rồi chạy đi chợ bán. Quá trình của nó là phải qua nhiều công đoạn. Danh đẻo, rồi chà. Rồi tất cả mấy cái đó là chú làm bằng máy hay là bằng thủ công chú Bảy? Làm bằng thủ công. À, cũng có máy, máy chà. Chà thì bằng máy. À. Còn danh đẻo thì làm bằng tay búa. Một ngày bình quân chú làm khoảng bao nhiêu tấm thớt chú Bảy? Nếu mà làm xuyên suốt giờ giấc đảm bảo thì một ngày khoảng 30 tấm lớn nhỏ. À, giá cả là sao chú Bảy? Giá cả thì từ dao động từ 80 đến 100 ngàn tấm. Rồi 20, 30 nó có bằng đủ giá. Nó thớt nó có lớn có nhỏ. Rồi chú ví dụ cho khán giả xem nữa coi, tấm thớt sao vài chục ngàn, tấm thớt sao vài trăm ngàn. Như tấm thớt này là 30. À, tấm này là 120. Nó bự nhỏ vậy đó. Dạ. Yeah. Tấm này thì 70, nó đủ giá à chú ơi. Dạ. Coi như là tùy theo khách hàng người ta lựa chọn người ta mua. Mà thớt này đó là đảm bảo 100%, không bao giờ lên dâm, bảo hành 6 tháng luôn. Dạ. Không lên dâm. Như vậy thì chú làm thớt vậy thì hàng tháng trung bình là chú thu nhập được nhiêu chú Bảy? Hàng tháng thu nhập thì quân bình khoảng cỡ 8 triệu một tháng. Cỡ 8 triệu ha. Ừ. Vậy chú sống đủ không chú Bảy? Vừa. Chú Bảy vui đó quý vị. Ông rất là vui, rất là vui vẻ. Rồi cái đó là cái khâu chú đẻo đó ha, chú đẻo này tấm thớt ha. Này khâu đẻo, chưa tới khâu chà đâu. Nó trải qua mấy khâu chú Bảy, rồi giờ chú nói lại từ cưa cái cây cho tới ra một cái tấm thớt thành phẩm luôn là sao chú Bảy? Chú nói cho khán giả nghe. Trước là hạ, là một giai đoạn, hạ cây. Hay là cây nào mình cũng có thể làm được chú Bảy? Không, cây là phải tự lựa chọn. Cây chứ không phải cây nào cũng làm được hết. Cây là phải chắc lội, là cây không có lên dâm mình mới làm thớt được. Hạ rồi á, xong rồi á mới cưa ra từng tấm. Khi cưa từng tấm rồi mình mới trở về cái chỗ của mình á, mình danh đẻo. Nó như vậy là nó trải qua là 1, 2, 3, 4 công đoạn mới trở thành tấm thớt.
Rồi sao nữa chú ấy? Thì trải qua 4 công đoạn rồi mình mới làm thành phẩm là 4 công đoạn đó, rồi mình mới chở đi bán là xong công thức. Thường là chú bán ở đâu? Bán thì các chợ, chợ nào mình cũng đi lại đó bán được hết trơn á. Dạ. Chạy theo chợ bán à. Cái này là thớt cây xay nha quý vị, tốt tuyệt vời luôn. Cây xay là cái gì chú ấy? Cái loại cây xay là cái loại cây rừng ăn trái á. À, cây đó, người ta đó ăn trái được. Cây hàng đó là người ta bẻ, người ta nấu, ra bán, hoặc là để chín, ra bán cho học trò ăn đó ha chú ấy. Là loại cây xay đó đó. Dạ, trái chút mà chùm bán cho học trò, cho học sinh đồ ăn đó. Dạ. Cây đó nó mới chắc đó chú ấy. Chắc. Còn những cây gỗ tạp khác thì chúng ta làm đâu có được hết chú ấy. Không được. Dạ. À, chú làm nghề thớt này là năm nay là bao nhiêu năm rồi chú Bảy? 20 năm. 20 năm. Mà có thâm niên trong nghề đó quý vị. À, chú có truyền lại cho ai không? Không. Không truyền cho ai hết á. Còn nghe nói chú cũng có chuyện cho 2-3 đứa nó đi đây hoài nè. Chú gợi cho chú có chuyện. Quý vị thấy cái nghề làm thớt thủ công vậy đó, nhưng mà rất là cực quý vị. Muốn có được cái sản phẩm, cái tấm thớt để bán cho bà con sử dụng trong nấu ăn, nấu nướng rồi đó, thì phải trải qua rất là nhiều công đoạn quý vị. Thứ nhất là chúng ta phải đi tìm những cái loại cây mà có gỗ nó chắc, nó không lên dâm, gỗ tốt quý vị. Rồi mới nhất là mua, ngã giá mua những cái người mình ta có cái cây này. Mua xong rồi mình phải hạ, mình đốn, và mình phải kéo về tới nhà của chú Bảy, và ông mới mướn người ta, mới cắt ra thành những cái khoanh nhỏ như thế đó quý vị, để bằng tấm thớt lớn nhỏ có gì. Rồi xong rồi mình đem phơi chú Bảy, phơi để cho nó cứng lại quý vị. Rồi bắt đầu mới đẻo từ tấm như vậy đó quý vị. Chú Bảy cũng đang đẻo từ tấm như vậy để ra một cái tấm thớt thế này nè. Có cái hình tấm thớt vậy đó quý vị. Xong rồi mới lấy cái máy chà, chà cho nó nhẵn bóng là quý vị. Nhẵn bóng. Cuối cùng là ra một cái tấm thớt bà nội trợ có thể là sử dụng nấu ăn trong quá trình nấu ăn của gia đình quý vị. Trải qua rất là nhiều công đoạn và rất là cực khổ quý vị. Ở đây là cũng là một cái nghề thủ công truyền thống của địa phương quý vị, nhưng mà do cái quá trình sinh sống, rồi do cái số lượng cái cây ngày càng bị đốn hạ để sử dụng làm thớt, cho nên nó ngày càng nó hiếm gì. Và qua cái quá trình chú Bảy làm như vậy thì không biết nữa sau này có còn những cái những người làm những cái nghề thớt này nữa không quý vị.
đâu phải ai cũng có thể làm được tôi gì, phải khéo léo tỉ mỉ và có thâm niên trong nghề mới có thể là làm ra những cái chiếc thớt như thế này quý vị. Rất là cực, trải qua rất nhiều công đoạn. Thì đó là một cả cái quá trình làm thớt của chú Bảy quý vị. Thì cuối chương trình, cuối clip thì Điệp Vlog chúc quý vị các bạn vào một buổi chiều chủ nhật sức khỏe hạnh phúc bên gia đình. Quý vị các bạn nhớ ủng hộ, xem và đăng ký kênh Điệp Vlog nhé quý vị. Chào tạm biệt quý vị các bạn.